xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chiều từ kia trường tổng của mình từ cái chỗ này xuống dưới này. Mình rất là sợ luôn, nhưng mà vì các bạn mình sẽ cố gắng, mình sẽ quyết tâm. Bây giờ mình sẽ lên và trèo thử nhé. Đây là chỗ cầu thang của chúng ta. Mình thấy thích quá nên mình sẽ trèo thêm một lần nữa. Trèo cái này cũng dễ, mà khi nào mà mình thấy cái trò nó mạo hiểm hơn ấy, mình sẽ quay thật nhiều video cho các bạn hay xem nha. Các bạn hãy like, share và subscribe cho mình và đăng ký kênh nha, tại vì các bạn còn video sau.